Đến giờ làm điệp viên rồi mọi người ơi. Thủ thuật điệp viên chính là những bí kíp siêu đẳng nhất để rình mò và lén lút sau lưng người khác đó nha. Nhưng hãy cầu thần linh rằng mọi người không trả thù bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hôn các bạn nhiều cái nè. Yêu lắm cơ. Các bạn là số 1 đó. Show này thành công mỹ mãn rồi. Mà thôi xong. Cô ấy kìa. Chị ơi, cho em xin chữ ký đi. Chị có muốn phát biểu gì không ạ? Xin lỗi nhá. Tôi phải đi rồi. Đi đâu cũng bị đám đông vây lấy hết đó. Làm sao để rời khỏi chỗ này bây giờ ta? Ủa? Có lẽ bộ tóc giả này sẽ giúp mình qua mặt được mọi người đấy. Chắc là họ vẫn nhận ra mình thôi. Phải có cách gì đó hay hơn để chuồn ra ngoài chứ nhở? Hay là mình... Khoan, cái gì đấy? Một cái hút đi màu vàng à? Hay quá, trò này thế nào cũng hiệu quả cho xem. Đặt cái áo hút đi phẳng phiu trên bàn và gập mũ lên thế này. Đến lúc dùng súng bắn keo rồi đây. Chỉ cần một đường ở đây là đủ đó các bạn. Tốt, giờ tới lượt bộ tóc hồng cánh xe nè. Phải in in cho tóc dính chắc vào nhớ. Tuyệt vời, mặc thử vào xem nào. Được đó nha, không giống mình mọi hôm nhưng vậy mới chuẩn mà. Chỉ cần đeo thêm cặp kính râm nữa thôi. Ok con dê, bộ tóc giả này nhìn thật phết. Đến lúc kiểm tra xem màn này có hiệu quả không rồi. Cô ơi, cho chúng tôi xin. Cô không phải cô ấy rồi. Ai chà, món mì ý của mình chắc đã ráo rồi đấy. Cho hết vào nồi cái nà. Ủa, hình như thiếu cái gì ấy. Đĩa phô mai với mấy quả cà chua này nhìn ngon thật sự ý. Ấy, bỏ tay ra khỏi phô mai ngay. Đi chỗ khác chơi đi con gái. Tớ vừa nảy ra một cách cực hay để qua mặt mẹ đó mọi người. Đi với chị nào cái rổ dây. Ok, mình có cái rổ dây ở đây rồi. Và mình cần thêm cây xanh nữa. Nhưng không cần dùng cây thật đâu. Nhét cây vào mấy cái lỗ đi mọi người. Phủ kín cả rổ luôn rồi nè. Trông đẹp phết đó nhỉ. Đã xong. Ok, mình đã thái cà chua rồi nè. Phải thật lén lút và tĩnh lặng như một cái cây nha bà con. Phô mai kia rồi, cơ hội của mình đây rồi. Xong nhiệm vụ rồi, rút quân thôi. Chuồn mau. Phô mai mất tích rồi, mình vừa mới để ở đây mà. Ơ kìa, ở kia có cái gì nhìn kỳ lạ vậy? Hình như chỉ là cái cây thôi. Mình phải tìm ra miếng phô mai đó mới được. Tuyệt, thuật ngụy trang này thành công xuất sắc luôn. Ngon thật sự đó. Bộ phim này có vẻ ổn áp đó. Wow, cho tớ một ít kẹo với bạn yêu. Được chứ, của cậu nè. Gì? Cho mỗi một viên đá thôi đó hả? Cậu có cả bát thế kia cơ mà. Cho tớ xin thêm một tí được không? Được rồi. Đây. Thôi, cậu cứ xem đi, tớ tự lấy cũng được ấy mà. Gì vậy má? Cậu nghĩ sao mà hốt cả đống kẹo của tớ thế kia? Mình phải nghĩ ra cách gì đó để trị cái đồ ăn trực này mới được. Cái cây này sẽ giúp mình được đấy. Tớ, ra đây một tí nhá. Ok, tớ sẽ bứng cây ra khỏi chậu. Cây giả thôi mà. Vì có hẳn hai cái chậu nên làm lại lần nữa nào. Giờ, tớ cần một cái hộp giấy được bỏng ngô và kéo để cắt phần đáy ra. Tới phần súng bắn keo và keo nến rồi đây. Phải phun keo nóng phủ khắp đầy phần đáy nha. Giờ tớ cầm lấy cây giả để dán vào thôi. Để cây sang một bên đã nè. Giờ chúng ta cần cái chậu to hồi nãy rồi. Đó chính là cái tô mới để đựng kẹo của tớ đó mọi người. Bước tiếp theo là đặt cái cây lên trên đống kẹo nằm trong chậu. Chuẩn như lê duẩn, đường nào mà nhìn ra kẹo của tớ được. Để làm cây trông thật hơn, tớ sẽ đổ thêm đất vào. Cây giả nhưng đất thật đó. Ai mà đoán ra chiêu này cơ chứ. Vì rồi này, tớ sẽ đặt cái cây lại vị trí ban đầu của nó. Gái ơi, nãy giờ có cảnh nào hay không? Kìa, kẹo của tớ đâu hết rồi? Tớ vừa ăn sạch luôn, quên chia phần cho cậu. Mình sẽ lén cậu ấy quay người sang bên này và... ăn vụng một viên kẹo. Đỉnh của chóp, cậu ấy không để ý tí nào luôn. Ý cha, sao vậy bạn yêu của tớ? Không có gì đâu, chắc tức anh nhầm ấy mà. Thích quá đi, đánh bại được đồ ăn trực rồi. Mệt dã rồi, làm một ly nước cho khỏe người nè. Chắc là đủ rồi đấy.
Vẫn đói quá trời luôn, nước chả giúp ích gì cả. Nhưng mình lại đang ăn kiêng mới đau chứ. Cậu ấy còn niêm phong cái tủ lạnh lại luôn rồi. Mình mà ăn là thế nào cậu ấy sẽ bể nhà cho coi. Mà kệ chứ, mình cứ ăn đấy thì sao? Phải thật lén la lén lút nha. Khoan đã, giày mình toàn là đất thôi. Chắc chắn là cậu ấy sẽ phát hiện ra. Hay mình thử với tủ lạnh từ chỗ này nhỉ? Thêm một tí nữa thôi. Chả ăn thua gì. Phải có cách gì đấy để cứu đói chứ. Không được, cái này làm được gì đâu. Mình còn gì nhở? Kính lặn à? Vô ích thôi. Băng vệ sinh. Đúng rồi, món này được đấy. Ok nè, đầu tiên mở miếng băng ra. Mình cần dùng mặt dính dính của băng vệ sinh. Bước tiếp theo quan trọng lắm à nhà. Dán miếng băng thật khít vào đế giày. Ngon lành, cậu ấy sẽ không thấy được dấu chân của mình đâu. Thông minh dễ sợ, đây chính là sáng kiến hay nhất mình từng nghĩ ra đấy. Tìm đồ ngon để măm măm nào. Ôi mẹ ơi, nhìn muốn chảy nước miếng luôn á. Đúng rồi đấy, cái anh này hài dễ sợ gái ạ. Ý, anh ấy sắp đến rồi này. Dễ thương quá đi, tớ hạnh phúc dùng hai cậu luôn đó. Cảm ơn nha, thế cậu tạm lánh đi chỗ khác dùng tớ đi bạn yêu. Ai, tớ hả? Gì vậy má, tớ ở đấy trước mà. Với lại tớ cũng muốn ngắm đôi uyên ương nữa. Xin cậu đấy, 10 phút nữa là anh ấy tới rồi. Ừ rồi, sao cũng được, lúc nào cũng phải làm theo ý cậu. Suốt ngày sai người ta như sếp ấy. Ý, mình có thể tận dụng em gấu này nè. Đi với chị nào bé tét đi đáng yêu. Phải úp em ấy xuống để nhìn thấy phần sau đầu nhá. Đừng lo tét đi, sẽ không đau đâu vì em là gấu bông thôi mà. Giờ thì lấy hết bông bên trong ra. Ngàn ấy đủ rồi, lật em ấy lại nào. Tiếp theo, mình cần kéo để cắt một bên mắt ra. Bật máy quay ở điện thoại lên. Lại lật xuống tiếp, mình sẽ nhét điện thoại vào trong đầu em ấy. Rồi nhét bông vào trong lại thôi. Đội mũ lên là chẳng ai biết gì đâu bé yêu. Được rồi, để xem em ấy trông thế nào nào. Vẫn xinh như thường luôn, mà chẳng ai thấy cái điện thoại bên trong đầu em cả. Đặt lại gấu vào chỗ cũ và chuồn đi thôi. Ôi cưng của anh nhớ em nhiều lắm. Em không tin được hôm nay gặp chuyện gì đâu. Dạ vâng, thế anh kể cho em nghe đi ạ. Thế này nhớ, mới sáng ra có một con chim đã cướp mất đồ của anh rồi. Bé Teddy thấy hết mọi thứ luôn. Bé Teddy đã quay lại hết bí mật của các bạn. Bé Teddy là điệp viên giỏi nhất trên thế giới. Thích quá đi, tụi mình hôn nhau này. Alo, tớ có ảnh này hơi bị hot đó nha. Đưa cho tớ ngay. Còn lâu, muốn tớ đưa thì lì xì tiền ra trước đã. Anh giật lại được mấy đồng từ con chim kia đó. Tuyệt, cảm ơn hai bạn. Của cậu đây, tớ ưng mấy phi vụ sòng phẳng thế này lắm. Bạn thấy thủ thuật gián điệp nào trong video này đỉnh nhất? Hãy cho chúng tôi biết dưới phần bình luận nhé. Đừng quên chia sẻ video này với bạn bè và đăng ký kênh của chúng tôi để xem thêm nhiều video xịn sò như thế này đó nha.